Vâng, và ngay lúc này đây thì em đang nghĩ đến một ca khúc viết về lứa tuổi học trò. Đó chính là một ca khúc trong một bộ phim truyền hình mà em có dịp tham gia những năm 2000. Đó chính là bộ phim Ngày hè sôi động. Và ca khúc viết trong nhạc phim, ca khúc chủ đề đó chính là ca khúc Đêm hè do nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng sáng tác. Em xin được gửi tới các anh và các khán giả ca khúc này. Bay trốn xa vời, dòng đời cuốn vào vòng xoáy phiêu du, kỷ niệm hỡi còn vương vấn tâm hồn, giảng đường vắng còn ai đứng trông ai. Hạt nắng hàng cây râu.